kinh văn nhị giả thị nhân quán bát vạn kiếp ắc kiến chúng sanh bát vạn kiếp tiền tịch vô văn kiến vô văn kiến xứ danh vi vô biên hữu chúng sanh xứ danh vi hữu biên việt dịch hai là người ấy quan sát trong tám vạn kiếp thấy có chúng sanh còn ngoài tám vạn kiếp thì vắng bặt không thấy không nghe được gì cả cho rằng nơi không thấy không nghe được gì là vô biên còn nơi có chúng sanh là hữu biên giảng. Loại phân biệt thứ hai là gì? Đó là phân biệt về những gì anh ta nghe thấy được và những gì anh ta không nghe thấy được. Anh ta sắp xếp những gì anh ta nghe thấy được về một phía và những gì không nghe thấy được về một phía khác. Vì thế anh ta lại rơi vào thế nhị biên một lần nữa, chưa đạt được nghĩa trung đạo hai là người ấy quan sát trong tám vạn kiếp thấy có chúng sanh khi hành giả ngồi thiền năng lực của định giúp cho hành giả có thể thấy được những hiện tượng trong tám vạn đại kiếp và có thể thấy được mười hai loại chúng sinh trong phạm vi ấy. Còn ngoài tám vạn kiếp thì vắng bặt, không thấy không nghe được gì cả. Anh ta có thể thấy được rất rõ ràng những sự kiện trong khoảng tám vạn kiếp. Anh ta có thể thấy được các loại chúng sanh phải chịu trải qua vô số lần sinh tử. Nhưng anh ta không thể nghe hoặc thấy những hiện tượng xảy ra bên ngoài khoảng thời gian ấy. Hành giả cho rằng nơi không thấy không nghe được gì cả là vô biên, không có giới hạn và nơi có chúng sanh là hữu biên. Hành giả lại rơi vào nhị biên lần nữa, thành ra chấp có và chấp không, có nghĩa dính chặt vào quan niệm mọi hiện tượng đều là ngoan không, chấp có nghĩa là dính mắc với sắc, cả hai đều chẳng khế hợp với trung đạo. Do vậy, Đức Phật phê phán hạng người này là theo tà giáo ngoại đạo,